Rồi, thầy giải tiếp nick số 2, vòng 14 khối lớp 9 sau một thời gian dài. À, ưu tiên cho 6, 7, 8, hôm nay thầy rảnh thầy sẽ dạy cho khối 9 ha. Thầy nhắc lại, khóa V92 chuyên về đại số, liền huyện và tỉnh. Còn khóa V93 là sẽ chuyên về hình học. Trong tuần này thầy sẽ gấp rút hoàn thành cái khóa V93. Còn khóa V92 thầy đã xuất bản rồi, các em có thể đăng ký ngay đi ha. Hy vọng là ở nick số 2 này ta gặp nhiều bài lạ. Đi tìm kho báu. Cái này thì nó sẽ bằng bao nhiêu đây? Các em lười, các em bấm máy luôn cho khỏe. Căn 6 cộng căn 5 lớp 9 rồi, ngại ngùng gì nữa. Nhưng mà cũng phải thủ thế cái khả năng viết nha. Bởi vì các em thi thi cấp 3, các em đâu có bấm máy được, phải trình bày đúng nghĩa ha. Phần 11 cái này thì dễ quá, trừ 0,005 nhân cho căn của 625 00 trừ 1,25. Cái này các em nhẩm luôn cho thầy, nhẩm nổi không? X sẽ bằng, bao nhiêu? Dùng chức năng tìm x trong khóa học V91 thử coi. X trừ 6 cộng x 6 x bằng 6 cái. Nhẩm lại coi, 6 trừ 6 bằng 0, bỏ 6 bằng 6, đúng rồi. Không thì mình giải phương trình tích cũng được. Cái này thì chúng ta thấy ngay là 4x bình cộng 4x cộng 1 nó sẽ thành là 2x cộng 1 tất cả bình, đúng không? Bằng 5. Như vậy là giá trị tuyệt đối của 2x cộng 1 sẽ bằng 5. Ta đang tìm x âm, tức là x càng nhỏ càng tốt, người ta chọn 2x cộng 1 bằng âm 5 đi. Thực ra là 2x cộng 1 có thể là bằng 5 rồi đó, nhưng mà đây ta đang tìm số âm thôi, ta ép 2x cộng 1 bằng âm 5 đi, thì 2x sẽ bằng trừ 6, từ đó x sẽ bằng trừ 3, trừ 3 các em nhé. Rồi, cái này toán lớp 8 mà. Này toán lớp 8, thầy mới giải cái cho cái bọn lớp 8 xong cái bài giống giống vậy. Rồi x trừ 1, thầy ghi lại cái đề ra 81 cộng cho x trừ 4 trên 78 cộng cho x trừ 11, trừ 11 trên 71 cộng cho x trừ 22. Cái này đúng toán lớp 8 nguyên chất luôn á em. 4 181 478 11 71 22 60. Để ý khi cộng lại nó bằng 82 hết kem. Đúng không? Cộng lại 82 hết. Vậy thầy sẽ trừ thêm 1. Ở đây trừ 1. Ở đây cũng trừ 1 để quy đồng. Đây trừ 1. Vậy bên trái thầy vừa trừ 4. 4 lần trừ 1 vậy là trừ 4, vậy bên phải thầy cũng trừ 4 để nó cân bằng như cũ. Tới đây các em quy đồng cộng tử dư mẫu, hai này quy đồng cộng tử dư mẫu nè, đó mẫu chung là 81, vậy là trừ 1 là thành trừ 81 phần 81, vậy là trừ 1 trừ 81 nữa thành trừ 82. Tương tự cặp này cũng vậy, quy đồng xong nó sẽ thành là mẫu chung là 78, vậy là nó sẽ thành x trừ 82 trên 78 rồi cộng cho bên này. Mẫu chung là 71 trừ 11 trừ 71 là trừ 82. Cái kia cũng vậy, đúng không? 60 phần 60 trừ 22 trừ 60 là trừ 82. Bên kia 4 trừ 4 bằng 0. Tới đây các em rút x trừ 82 ra làm nhân tử chung, thì phần còn lại là 1 phần 81 cộng vân vân cho tới 1 phần 60, thì phần đó không thể bằng 0, là lớn không rồi. Vậy là x trừ 82 phải bằng 0 ha, có nghĩa là x sẽ bằng 82.
Qua nick số 3 thầy sẽ giải hết các ô còn lại nha. Bây giờ thầy giải cho xong để thầy lấy cái nick chuẩn bị thi vòng huyện cho các em. Lấy kiến thức con giáp toàn cái khó không vô đây hết. Tìm x biết cái này. Vậy nó sẽ là căn x trừ 4, xin lỗi, căn x trừ 2 tất cả bình bằng 0. Vậy x bằng 4 các em nhé. 4 là đúng. Con rồng 2 căn 31, 2 đẩy vào trung căn là thành 4 nhân 31 là thành 124. Căn 124 với căn 100, vậy là 2 căn 31 lớn hơn. Cái này thì chúng ta dùng bất thức Cauchy thôi. Biểu thức A sẽ bằng x bình cộng cho 9x cộng 4x là thành 13x cộng 4936 tất cả phần x. Rồi kem tách ra kem, nó sẽ bằng là x cộng 13 cộng cho 36 trên x. X bình chia cho x là bằng x nè, 13 x chia x là được 13, còn 36 chia x là bằng 36 phần x thôi. Rồi 13 thì vĩnh viễn là bằng 13 rồi. Cộng x cộng cho 36 trên x thì thầy dùng bất thức Cauchy. Hai anh này thì dùng bất thức Cauchy này à. Lại có x là số dương, vậy ta có quyền dùng bất thức Cauchy. Các em coi lại khóa học V91 nè, thầy dạy rất kỹ về bất thức Cauchy là A cộng B thì lớn hơn bằng 2 lần căn AB. Nào, em nào chưa học thì phải tham gia ngay đi, chứ thầy không có giảng riêng đó, nó ngay chỗ này nữa đâu. Như vậy là x cộng 36 x trên x sẽ lớn hơn bằng 2 lần căn 36 x rút gọn x đó. Mà 2 lần căn 36 thì bằng 2 nhân 6 là 12. Vậy tóm lại cái anh x cộng 36 trên x này luôn luôn lớn hơn bằng 12. Vậy khi đó A nó sẽ lớn hơn bằng 13 cộng cho 12. Hay nói cách khác là giá trị nhỏ nhất là bằng 13 cộng 12 đó, tức là 25 cho em. Giá trị nhỏ nhất là 20, 25. Con mèo. Cái này bằng 1 các em nhé. Đã nít 1 thì giải rồi. Cái này thì bấm cho lẹ. 3 căn 5 nhân căn 2 trừ 2 cộng 3 cộng căn 5 bình trừ 3 căn 10 14. Cứ bài nào bấm máy khỏe, anh nào nhanh thì ăn. Lại bài bấm máy nữa. 117,5 bình trừ 26,5 bình trừ 1440, lấy căn 108 nha. Trời ơi, hỏi cười trời. Dùng Pythagore ra liền. Con gà căn của 17 trừ 12 căn 2 0,1715. Như vậy là cỡ 3 căn 2 trừ 2. Không phải, thì là 3 trừ 2 căn 2 nè. Không phải luôn. Vậy mình giải bằng tay đi kìa, cho nó chắc. Căn của 17 trừ 2 căn 2 thì thầy tách ra. 12 17 trừ cho 12 căn 2 nè. Thầy 17 thầy để nguyên đi. 12 căn 2 thì tách ra thành 2 nhân cho 6. 6 căn 2 thì 6 bình lên là 36 là quá 17 rồi. Vậy thầy sẽ rã số 6 ra. Rã ra thành 3 nhân 2 căn 2 được rồi. 3 bình là 9. 2 căn 2 bình là 8, 9 bình 8 17. Như vậy 17 này thầy rã thành 9 nè. 9 với 8 cộng lại vẫn bằng 17. Bây giờ nó sẽ bằng là làm điệu lại nha. 9 này thì ghi là 3 bình, còn 8 này á là thầy ghi là 2 căn 2 tức
căn của 3 trừ 2 căn 2. Tất cả bình à. Bao nhiêu là 9, 8, 17, 2, 3, 6, 6, 2, 12 căn 2 đúng không? Thành giá trị tuyệt đối của 3 trừ 2 căn 2 mà 3 lớn hơn trừ 2 căn 2, 3 lớn hơn 2 căn 2, 3 là căn 9 hay căn 8 đúng không? Vậy bằng 9 đó, 3 trừ 2 căn 2 nha, đây đáp án này. Cái này nãy mình làm rồi, nít 1 làm rồi ha, x lớn bằng 5. Còn về trong tất cả các hình chữ nhật có đường chéo là 8 căn 2. Hình chữ nhật trong tất cả các hình chữ nhật có đường chéo là 8 căn 2 thì hình chữ nhật nào có diện tích lớn nhất? Đường chéo này 8 căn 2 đây kem, đường chéo là 8 căn 2. Giờ thầy gọi hai kích thước của hình chữ nhật này là x và y đi, đúng không? Thì thầy sẽ có ngay cái công thức là gì? Thầy sẽ có ngay công thức Pythagoras, x bình cộng y bình là bằng 8 căn 2 bình, đúng không? 8 căn 2 bình mà 8 căn 2 bình là bằng bao nhiêu? 88 64 64 nhân 2 128 đó. Giờ x bình cộng y bình bằng 128. Giờ thầy muốn tính diện tích hình chữ nhật đó mà lớn nhất có thể, tức là thầy đi tìm max giá trị lớn nhất, giá trị lớn nhất của x nhân y đó. Ý là vậy đó, x y là diện tích hình chữ nhật đó, x nhân y tức hai cái thức là diện tích hình chữ nhật. Vậy thầy đã lái một cái bài toán hình học về bài toán đại số các em nhé. Rồi thầy đi tìm max của x nhân y với điều kiện x bình cộng y bình là bằng 128. Dễ thôi, thầy sẽ đi từ đây. Ta có x trừ y tất cả bình thì luôn luôn lớn hơn bằng không, đây là chân lý. Phá ra ta sẽ có x bình cộng y bình trừ 2x thì lớn hơn bằng không, hay nói cách khác là 2x sẽ nhỏ hơn bằng x bình cộng cho y bình chia 2 vế cho 2, dẫn đến xy sẽ nhỏ hơn bằng x bình cộng cho y bình chia đôi. Gì nữa? Vậy xy sẽ nhỏ hơn bằng x bình cộng y bình là bằng 128 chia đôi, mà 128 chia đôi là bằng 64. Như vậy diện tích hình chữ nhật này lớn nhất là bằng 64, đạt được khi x bằng y. X bằng y là bằng 8 luôn, 8 x 8 là 64 ha. Lúc đó hình chữ nhật thành vuông 64 em. Cũng không khó lắm. Bài này chắc khó, nãy giờ toàn câu dễ. Thay số 1 và chữ x, thay số 2 và chữ y thì m sẽ bằng 1. Cho tam giác có các cạnh 6, 8, 10 thì đó là tam giác vuông. Tam giác vuông thì cạnh huyền sẽ là đường kính luôn, cạnh huyền sẽ là đường kính của đường tròn ngoại tiếp luôn.
Tức là cạnh 10 là đường kính thì bán kính lấy 10 chia đôi là bằng 5. A sẽ bằng 5, giải nít số 1 rồi, không nói nhiều nữa. Căn x bằng 3, trời ơi, hỏi con nít là trời. Nó đi thi tỉnh địa huyện mà gặp cái bài này thì sướng quá hả? Tính diện tích tam giác tạo bởi đường thẳng này. Rồi cái em lấy nháp ra, cái em vẽ đường thẳng nó ra thôi. Cái em lấy nháp, cái em vẽ, vẽ ra. Cho x bằng 0 tính y, rồi cho y bằng 0 tính x, là ra được một điểm nằm trên trục tung, một điểm nằm trên trục hoành, không? Rồi mình nối lại coi nó tạo thành cái tam giác như thế nào. Ai thầy vẽ bằng phần mềm luôn cho nó nhanh. Rồi đường thẳng của thầy là 3x trừ 4y bằng 12. Rồi nó ra rồi đó. X bằng 0 thì y sẽ bằng trừ 3, y bằng 0 thì x sẽ bằng 4. Và nó sẽ tạo thành một tam giác vuông có cạnh là 3, có cạnh là 4, như vậy diện tích là 3 nhân 4 là 12, chia đôi là bằng 6 ha. Cái này nãy tính rồi, F2 sẽ bằng 3 hay sao? Coi chừng lộn. M bằng 2, M bằng 2, như vậy là Fx sẽ bằng x cộng 1. Vậy là F2 sẽ bằng 2 cộng 1 bằng 3, đúng rồi. Chỉ nhớ không tồi. Cho cos bằng 3 phần 4. Bài này thì nếu thầy dạy khóa học V93 rồi thì chắc em giải cỡ 15 giây ha. Còn bây giờ ta biến đổi bằng toán học, ta biến đổi bằng công thức tư duy toán học, để coi như là mình đang thi lên lớp 10 đi, là không có được dùng máy tính vào túi ha, mà phải trình bày bằng bài giải. Thì thầy sẽ trình bày như sau. Cos bình alpha nó sẽ bằng 9/16, sin bình alpha, sin bình cộng cos bình bằng 1, như vậy sin bình sẽ bằng 1 trừ cho 1 trừ cho cos bình, đúng không? Như vậy là chỗ này bằng 1 trừ cho 9/16, 1 trừ 9/16 thì sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 7/16. Trừ 9/16 bằng 7/16. Cos rồi tiếp tục biến đổi có một cái cách nó hơi dở, nó là kem tính cos với sin này luôn, không? Thì đây thầy đang đi theo cách đó. Như vậy là sin alpha sẽ bằng căn của 7/16, tức là bằng căn 7 trên 4. Không? Bây giờ cái biểu thức chúng ta cần tính cos alpha, cos alpha trên 1 cộng sin cho tan thì nó sẽ bằng gì? Cos thì đổi thành 3/4, còn 1 cộng sin á là đổi thành 1 cộng cho căn 7/4. Sin là căn 7/4 rồi, còn tan là bằng sin chia cos kia, tan là bằng sin chia cos luôn. Gì nữa? Coi lại công thức đi. Mà sin thì mới tính xong kìa, sin thì kem lối này xuống,
còn cos thì bằng 3 phần 4 không? Rồi tính rồi đó, thầy tính nha, 3 phần 4 chia cho 1 cộng căn 7 phần 4 rồi cộng cho căn 7 phần 3, đáp án là 4 phần 3, phân số tôi dạy 4 phần 3. Đó là cách thủ công. Còn cách nào nhanh hơn thì các em tham gia khóa học về 93 thầy sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Ở đây x bằng 1, ở nít trước mình làm rồi, quay lại nít trước coi. Cho 3 điểm này. Như vậy các em đi thi các em nhớ đem giấy có kẻ ô theo thì mình vẽ đồ thị nó nhanh. Rồi thì nhập 3 điểm A bằng 0,4 đây, hình như có gì không ổn. À 0,4 rồi, điểm A có xuất hiện rồi đó. Điểm B 30 điểm C 0 trừ 2 rồi, nó ra cái tam giác này kem. Rồi giờ kem tính diện tích của tam giác này thì đường cao nó là 3 đơn vị nè, kem nhìn ngang đi, quay lại coi như đáy là AC ha, AC là 6 nè, 4 với lại 2 với là 6, 6 nhân 3 18 chia đôi là 9. Ủa sao đáp án người ta để sẵn hết trơn hả? Phần mềm bị lỗi rồi. Bộ giáo dục ơi là bộ giáo dục, sao để đáp án đúng đây người ta chọn thôi. Ồ đi thi mà kem được ngoại sướng quá nhờ. Hệ thống nó bị mát lại đây, đáp án đúng không nè. Đáp án có luôn rồi kem nè. Trời đất ơi, trời, bộ giáo dục ơi, cái phần mềm cái lỗi hệ thống của FPT rồi, lộ hàng, cái này phải gọi là lộ hàng đó. Cho tam giác ABC vuông ở A, dựng đường tròn tâm Y đi qua B, tiếp xúc với AC rồi AB thì bằng 24, AC thì bằng 32, tính bán kính đường tròn. Tam giác AC vuông tại A, đường tròn tâm Y, tâm Y đi qua B, tâm Y đi qua B tiếp xúc với AC cho tam giác ABC là vuông ở A này. Dựng đường tròn có tâm là Y đi qua B và tiếp xúc với lại tiếp xúc với AC. Rồi bài này cũng hay ạ. À, đáp án gì thì cho sẵn rồi kìa, 15 kìa. Tính bán kính tròn tâm Y, cái hình của bài này nó như sau kìa. Thầy vẽ nhanh đây nha. Tam giác vuông vẽ tượng trưng rồi, rồi điểm Y nằm đâu đây nè, đó như vậy là đường tròn đó nó sẽ tiếp xúc và nó đi qua B nữa đó, không phải góc vuông đó, hình nó giống vậy. Đây là A là kem, B này,
vậy là chỗ này là bằng 32. À đâu có, 24 chứ. Ở đây 32, đây 24 nè. Rồi cái mình đặt x là bán kính đường tròn. Vậy là y, đây x, đây cũng x luôn. Chỗ này thì đặt tên là e đi. À, như vậy là theo định lý Thales thì các em có thể tính được, theo lý Pythagore các em có thể tính được BC là bằng 40 này. Tính được BC bằng 40. Rồi theo định lý Thales cũng như hệ quả thì các em sẽ tính được x thôi, x nó sẽ bằng 15 ha. AE trên EC là bằng BI trên BC. BI là x sắp hết pin rồi, thầy đi 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 lắp pin đã, tụi nó đứng máy, nó đứng máy, x nó sẽ ra 15. Nêu ý tưởng nhanh vậy thôi nha. Bên này sẽ là 40 chữ x. Rồi các em tự lập phương trình tìm x đi, x nó sẽ ra 15 ha. Ủa hết thời gian hả? Rồi thầy sẽ giải tiếp cho các em nick số 3. Trước hết là thầy nói lại về cái bài kia một chút nè. Cái hình nó đâu rồi? Đây ha. Nãy nói nhanh quá nhiều em không hiểu, như thầy nói lại nè. Hết giờ thầy nói lại. Theo hệ quả định lý Thales thì ta có EI là nó song song với AB á, thì cùng vuông góc với lại AC mà. Đây là tam giác vuông người ta cho, còn đây là tiếp tuyến phải vuông góc bán kính từ tiếp điểm thôi chứ làm sao. Suy ra là CI, CI trên CB thì nó sẽ bằng là EI trên AB các em nhé. Bây giờ các em dễ dàng tính được CI ha. À xin lỗi, các em dễ dàng tính được CB. CB là 40 dùng Pythagore thôi. Còn IE là bán kính thì thầy đặt là x rồi. AB là 24 để cho. Còn IB là bán kính là x luôn. Mà BC là 40 thì IC sẽ là 40 trừ x. Đó, từ đây các em sẽ có phương trình để giải thôi. Nhân chéo lên. 240 nhân 24 960 trừ cho 24x sẽ bằng 40x. Từ đây các em suy ra x bằng 15. 960 chia cho 64 đúng bằng 15 luôn. Mà sao máy nó lỗi, nó có đáp án luôn đó. Hay thiệt. Rồi các em nhớ đăng ký cái khóa học V92 của thầy ha. Và trong tuần này thầy sẽ hoàn thành nốt V93 để luyện cho các em mình học, kiểu như cái cách giải những bài vừa rồi đó ha. Những bài vừa rồi nè, không phải dễ mà ra đâu. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại nick số 3.